Còn quý vị cũng có thể cảm nhận một bầu không khí cuồng nhiệt ở nhà thi đấu Nguyễn Du, khi người hâm mộ đang dành mọi tình cảm, mọi sự cổ vũ cho Nguyễn Thị Linh trong khoảnh khắc lịch sử này của cầu lông Việt Nam. Và đây sẽ là chướng ngại cuối cùng của Nguyễn Thị Linh trong mục tiêu tìm kiếm danh hiệu BWF đầu tiên ở trong sự nghiệp. Tên vợt người Malaysia Gu Jingwei. Trước cầu Jingwei. Cho trận đấu trong lịch sử ở BWF World Tour thì Thùy Linh và Gu Jingwei chưa từng so tài với nhau, nhưng Thùy Linh cho biết là trước đây ở các giải đẳng cấp thấp hơn thì cô cũng đã từng gặp Gu Jingwei. Đây là Nguyễn Thùy Linh, tay vợt 24 tuổi người Việt Nam với thứ hạng hiện tại là hạng 53 thế giới. Ở mùa giải 2019 thì Thùy Linh đã đạt được thứ hạng cao nhất ở trong sự nghiệp, đó là hạng 41 thế giới. Và trước khi đến với Việt Nam Open 2022 thì Nguyễn Thùy Linh cũng đã có bước chạy đào hoàn hảo với chức vô địch ở giải Bỉ International Challenge khi thắng tay vợt người Nhật Bản Hirari Mizui ở trong trận chung kết. Còn đây là Gu Jingwei, hạt giống số 7 người Malaysia, 22 tuổi với hạng hiện tại là hạng 50 thế giới. Tại điểm hiện tại, Gu Jingwei không phải là đang ở đỉnh cao phong độ. Trước đây cô đã từng leo lên đến hạng 20 thế giới. Ở năm 2021 thì Gu Jingwei cũng đã gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe, trong đó có căn bệnh đại tràng cũng đã từng khiến cô nghĩ đến việc giải nghệ trước khi quay trở lại ở mùa giải năm 2022. Ở trong trận bán kết vào buổi chiều ngày hôm qua trước trận Thiệu Phương Thúy thì Gu Jingwei ở trong bán đấu thứ 3 cũng đã xuống sức rất nhiều, với những tình huống Gu Jingwei phải ngừng trận đấu lại để lấy lại hơi. Ready to play. Hành trình vào đến trận chung kết thì tay vợt Nguyễn Thị Linh đã vượt qua các đối thủ Phạm Thị Diệu Ly người Việt Nam, tay vợt người Hồng Kông Thiên Gian và hạt giống số 4 người Indonesia, đó là Ruseli Hatawan, trước khi đánh bại tay vợt đàn chị Vũ Thị Trang ở trong trận đấu bán kết. Đây chắc chắn là khoảnh khắc mà chúng ta đang rất chờ đợi. Trận đấu chung kết nội dung đơn nữ của giải cầu lông Việt Nam Open. Ở trong bán đấu đầu tiên, Nguyễn Thị Linh sẽ ở phần sân gần màn nhỏ, quý vị và các bạn, và là người giao cầu đầu tiên. Trái được đối thủ nhưng đáng tiếc là Thùy Linh đã bỏ nhỏ chéo sân ra ngoài. Tình huống nhập cuộc với pha vào cầu lốp thăm dò thận trọng của Nguyễn Thùy Linh. Đó thường xuyên là lựa chọn của các tay vợt đơn nữ ở trong những trận đấu họ lần đầu tiên hay có ít những kinh nghiệm thi đấu với đối thủ, những tình huống lốp cầu cao sâu để kiểm tra bộ và cách xử lý. Và các cầu lấy xoáy hậu của Thùy Linh, cầu có vẻ như đã không qua lưới rồi. Tình huống đẩy vợt kỹ thuật bỏ nhỏ có thể được xem là khó nhất trong những tình huống xử lý bỏ nhỏ. Thùy Linh đã không thành công. Chắc vừa rồi của Thùy Linh đã mang về điểm số đầu tiên cho tay vợt người Việt Nam. Thùy Linh có vẻ như đang rất tự tin xử lý những kỹ thuật khó. Vừa rồi lòng cú lỏng tay bỏ nhỏ cũng là một kỹ thuật rất khó. Các tay vợt đẳng cấp hàng đầu như Tai Chi Jin thường sử dụng những cú lỏng tay bỏ nhỏ như vậy.
tình huống kéo lưới qua điểm của tay vợt người Việt Nam. Lần này thì là một tình huống nửa mặt vợt và cảm giác cầu có hút của Nguyễn Thùy Linh. Chắc chắn là Thùy Linh cũng rút được rất nhiều kinh nghiệm khi xem trận đấu bán kết trước đó của Phương Thùy trước Ngô Chiên Quay. Xử lý gây bất ngờ của Go Chiên Quay khiến cho Thùy Linh đã mất bộ và không kịp có động tác hai bước lên lưới để thủ trái cầu vừa rồi. Pha ra vật hụt của Thùy Linh. Tình huống có thể nhận thấy là Thùy Linh vẫn đang chịu áp lực tâm lý và hơi có một chút thiếu tập trung. Cô gái của chúng ta vẫn thực sự đang chịu rất nhiều những áp lực ở trong trận đấu chung kết quan trọng này. Lỗi đánh hỏng nữa của Thùy Linh. Tình huống trả trái cầu chéo sân nhưng lực cầu đi là hơi mạnh. Chắc chắn lúc này Nguyễn Thùy Linh đang rất cần những sự cổ vũ của khán giả. Khoảng cách 3 điểm cho Go Chiên Quay. Vừa rồi là một pha giao cầu nhanh không chuẩn xác của Go Chiên Quay. Biên rất hay của Thùy Linh. Những tình huống xử lý như vậy không chỉ mang về một điểm mà còn giúp cho tay vợt của Việt Nam tăng thêm phần tự tin. Những pha cầu đầu tiên của trận đấu có thể thấy bộ chân của Thùy Linh vẫn còn đang khá hồi hộp và vừa rồi lại là một tình huống ra lực thiếu của Thùy Linh. Đúng là bộ chân của Thùy Linh vẫn đang chưa thực sự linh hoạt. Đó là một tình huống mà cô lại di chuyển về phần trung tâm nhưng thực hiện một tình huống bỏ nhỏ trên lưới. Rất chuẩn xác với tình huống gài cầu và dứt điểm về phía phần sân sau vừa rồi. Một tình huống ép trái Go Chiên Quay buộc cho đối thủ phải rờ ve và khi không kịp quay về thì Nguyễn Thùy Linh cũng đã sẵn sàng cho một tình huống cầu sâu về phía sau. Khoảng cách giờ chỉ còn là một điểm, sẽ tiếp tục là những tình huống giao cầu cao sâu. Tình huống hơi ngửa người và hụt tầm vợt khiến cho Go Chiên Quay xử lý không qua lưới, điểm cho Thùy Linh. Trước đó thì Thùy Linh đã đánh được một đường cầu kéo rất rộng qua phía hai biên để buộc cho Go Chiên Quay phải nhận cầu trong một tư thế không thoải mái. Cầu trong sân, quyết định không thực sự chuẩn xác của tay vợt người Việt Nam. Một tình huống mà Thùy Linh đã ép trái thành công Go Chiên Quay.
bỏ nhỏ cực khéo. Một tư thế hơi với nhưng Thùy Linh vẫn có được một pha bỏ nhỏ, cầu có đổ xoáy. Không còn cơ hội trả cầu cho cô Chin Quay. 8-8. Lần này thì phán đoán của Thùy Linh đã hơi chậm, khiến cô không kịp bước lên sớm một bước chân để trả pha bỏ nhỏ của đối thủ. Thùy Linh không cho rằng cô Chin Quay sẽ bỏ nhỏ ở góc trái phần sân của mình. Cầu ngoài rồi. Và xử lý đơn giản nhưng đã sửa lưng cô Chin Quay. Hai tay vợt đang bám đuổi điểm số xích sao. Một lần nữa mà Ngô Chiên Quay đã khai thác thành công vị trí phía trên lưới trái tay của Nguyễn Thị Linh. Và chắc chắn là điều mà Thị Linh sẽ phải rất cẩn trọng. Theo một tình huống ăn điểm trực tiếp nữa của Ngô Chiên Quay. Tay vợt người Malaysia là người đầu tiên tiến đến điểm số thứ 11 ở trong ván đấu đầu tiên này với khoảng cách 3 điểm. Vẫn có những sự choáng ngợp và những tình huống xử lý có phần hơi nóng vội của Nguyễn Thùy Linh. Nhưng tay vợt người Việt Nam cũng đã có cho mình những mạng miễn chiến thuật rất sắc nét ở trong những diễn biến đầu. Những tình huống gài cầu và dứt điểm chuẩn xác của Thùy Linh sẽ cần phải có thêm rất nhiều những tình huống kiểu như vậy để tay vợt người Việt Nam có được cảm giác cầu và cảm giác mặt sân thực sự tốt. 20 seconds. Quý vị khán giả đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp chung kết giải cầu lông BWF Vietnam Open, được truyền hình trực tiếp duy nhất trên sóng HTV. Đây là trận đấu ở nội dung đơn nữ giữa hạt giống số 6 Nguyễn Thùy Linh của Việt Nam và tay vợt hạt giống số 7 người Malaysia Ngô Chiên Quay. Và quý vị cũng có thể nghe thấy âm thanh Thùy Linh, Thùy Linh. Những người hâm mộ cầu lông Việt Nam ở nhà thi đấu Nguyễn Du đang dành tất cả những sự cổ vũ cho tay vợt ở trong trận đấu quan trọng này. Thùy Linh vẫn chưa hoàn toàn bộc lộ được hết năng lực của mình. Tay vợt nữ số 1 Việt Nam cần phải cởi bỏ áp lực tâm lý để có những pha xử lý chuẩn xác hơn. Rất hay, cú lỏng tay tốt của Thùy Linh. Thêm một cú lỏng tay bỏ nhỏ rất khéo của tay vợt Việt Nam. Ngô Chiên Quay đã phải nhoài người hết cỡ để có thể cứu được trái cầu trước đó và bó tay với đường cầu trả về góc sân đối diện của Thùy Linh. Phản xạ hơi chậm của hạt giống số 6. Nhưng đó cũng là một pha ép biên chuẩn xác của cô Chiên Quay. Đó là những đường cầu thuận lợi cho những lượt chụp cầu liên tiếp của tay vợt người Malaysia. Phán đoán chuẩn xác của Nguyễn Thùy Linh, cầu ngoài. Cách biệt chỉ còn là một điểm dành cho tay vợt người Việt Nam.
cầu bộc lộ những sự xuất sắc của Nguyễn Thị Linh mà chúng ta đang chờ đợi. Không qua lưới mà Nguyễn Thị Linh vươn lên dẫn một điểm trước cầu chuyên quay 14-13. Đó là lần đầu tiên trong trận này Thùy Linh dẫn điểm, và hy vọng nó sẽ là một cú hích tâm lý cho hạt giống số 6 của Việt Nam. Cắt cầu bỏ nhỏ rất hay, cầu có độ xoáy và cô Sinh Quay đã không thể trả một cú lốp. Cô Sinh Quay đã hơi chủ quan ở trong pha cầu vừa rồi khi không có động thái nhích một chân lên để có thể kiểm soát khu vực phía trên. Rất đáng tiếc cho Thùy Linh, những tình huống bao quát mặt sân và phòng thủ hay, tấn công cũng tốt, nhưng cuối cùng thì cô lại có một pha bỏ nhỏ không được như ý. Đó là tình huống thực sự nhạy cảm. Thùy Linh cũng đã di chuyển rất nhanh lên phía phần sân trái tay của mình. Vào cầu không tốt của cầu chuyên quay, điểm 17-14 dành cho Nguyễn Thị Linh. Cầu không qua lưới, thêm một điểm nữa cho đội tuyển Việt Nam. Đường cầu cao sau vừa rồi vẫn là chưa đủ tốt để cầu chuyên quay có thể thực hiện ngay một tình huống smash. Thùy Linh đang tìm được sự hưng phấn, bộ chân đã linh hoạt hơn, những pha dứt điểm đã chuẩn xác hơn, phong độ đang lên và tay vợt Việt Nam đã tạo được cách biệt 5 điểm. Đỉnh 6 điểm kết thúc ván 1 cho hạt giống số 6 người Việt Nam. Có lẽ Thùy Linh cũng sẽ cố gắng không phung phí bất kỳ cơ hội nào để dứt điểm ván đấu đầu tiên này. Cú đập cầu dọc biên không thành công của tay vợt người Việt Nam. Vẫn còn đó 5 cơ hội để cho Nguyễn Thùy Linh có thể dứt điểm ván đấu đầu tiên này. Quay trở lại để có được chiến thắng khởi đầu thuận lợi của mình ở trong trận chung kết này. Lại một tình huống ép trái nữa và lần này Nguyễn Thùy Linh tiếp tục có cho mình lợi thế. Thùy Linh đang dần cởi bỏ được áp lực tâm lý. Độ chuẩn xác ở trong nửa cuối ván 1 là hoàn hảo, đặc biệt là những pha lỏng tay bỏ nhỏ, cầu có điểm rơi cực chuẩn và rất sâu. Đó mới chính là những tình huống mang đến sự đột biến, mang về thế chủ động cho Nguyễn Thùy Linh. Rõ ràng sự tự tin đã quay trở lại với tay vợt người Việt Nam sau điểm số thứ 11 trước đó. Những tình huống mà Nguyễn Thùy Linh thấy được vị trí di chuyển của cầu chuyên quay khi tay vợt người Malaysia đứng khá sâu về phía sau để có thể tìm kiếm những tình huống đánh lỏng tay hay xử lý bỏ nhỏ.
Nhưng có một điều tôi cũng khá lo lắng cho Nguyễn Thùy Linh sau chiến thắng ở trong ván đấu đầu tiên, đó là Gu Jingwei vẫn với chiến thuật quen thuộc mà cô đã đánh ở trong trận bán kết trước đó cùng với một tay vợt người Việt Nam. Gu Jingwei không di chuyển quá nhiều và không cố gắng cứu những đường cầu phải nói là thực sự khó, và để cho đối thủ khai thác các góc sân để có được một thể trạng tốt nhất cho những diễn biến tiếp theo, ít nhất là trong ván đấu tiếp theo. Vấn đề thể lực cũng là điều mà Thùy Linh cần phải lưu ý khi bước vào ván đấu thứ hai này. Ở trong trận bán kết trước đó thì ta cũng thấy là một tay vợt trẻ cũng đã bị choáng ngợp với cách chơi này của Gu Jingwei, khi mà tay vợt người Việt Nam trước đó thì cũng đã phải bỏ sức ra để có được chiến thắng ở trong ván 1 và cũng có phần đã bị áp lực ở trong ván đấu thứ hai. Đó chính là điều mà Thùy Linh cần phải lưu ý. Nhưng mà Thùy Linh thì khác với Phương Thúy. Thùy Linh dày dặn kinh nghiệm hơn, Thùy Linh bản lĩnh hơn so với Gu Jingwei. Về kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường BWF World Tour, Thùy Linh không hề thua đối thủ. Và trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, chúng ta cùng đặt kỳ vọng vào Nguyễn Thùy Linh. Cùng chúng tôi bước đến ván đấu thứ hai trận chung kết nội dung đơn nữ giữa hạt giống số 6 Nguyễn Thùy Linh và hạt giống số 7 người Malaysia Gu Jingwei. Một khởi đầu thuận lợi cho cô gái của chúng ta với chiến thắng 21-15 ở trong ván đấu đầu tiên. Tình huống xử lý chính xác của Thùy Linh với... Như vậy là cầu đã ra ngoài ở trong tình huống tấn công về phía phần sân sau vừa rồi. Điểm một đều cho Gu Jingwei. Pha kéo lưới này thì Thùy Linh đã có cho mình điểm số thứ hai. Tình huống chạy cắt lên và đánh một cú kéo lưới trái tay cảm giác của Nguyễn Thùy Linh. Pha chặt cầu quá đẹp của Gu Jingwei. Điểm rơi của quả cầu là ngoài tầm kiểm soát của Nguyễn Thùy Linh. Hai đều trong ván 2. Cầu tốt rồi. Pha đẩy cầu dài chuẩn xác của Nguyễn Thùy Linh. Một lần nữa tay vợt Việt Nam lại dẫn điểm. Điểm cho Nguyễn Thùy Linh, nụ cười đã ở trên môi của tay vợt 24 tuổi. Chúng ta có thể thoáng thấy vị trọng tài Bắc chính của trận này, Fundan người Philippines, cũng đã một nụ cười có lẽ hàm ý là không hiểu vì sao Gu Jingwei lại xử lý hỏng trong pha cầu vừa rồi, cầu đi rút vào giữa lưới. Có lẽ là tay vợt Malaysia cũng đang phải chịu áp lực tâm lý rất lớn. Ngoài rồi, ép trái được đối thủ, nhưng pha bỏ nhỏ bên góc phải của Thùy Linh thiếu chuẩn xác. Tay vợt người Việt Nam đã có bước di chuyển không thực sự tốt ở trong tình huống vừa rồi, nhưng đó là một tình huống Nguyễn Thùy Linh đã lùi về phía sau một bước để có được một cú smash chéo sân thành công. Điểm số thứ 5 cho tay vợt Việt Nam. Cầu ngoài, cách biệt là một điểm. Đó là một điểm may mắn cho Gu Jingwei. Một cú lốp cầu bật lưới thành ra một cú bỏ nhỏ mà không còn cơ hội cho Thùy Linh. Điểm số đã là 5 đều. Thùy Linh lại vượt lên dẫn điểm. Có một điều có thể nhận thấy là hai tay vợt này đều đưa cầu nhập cuộc rất nhanh. Họ đã từ bỏ những tình huống cầu sâu về phía sau và ngay lập tức là những tình huống đánh thẳng
sau những đợt giao cầu ngắn. Cầu ngoài, quyết định hợp lý của Thùy Linh. Điểm số 7-5 cho đội bóng Việt Nam. Nên có thêm một bước di chuyển ở trong tình huống cầu ngắn vừa rồi để có được cú bỏ nhỏ tốt hơn. Nhưng rõ ràng chúng ta cũng thấy là Nguyễn Thùy Linh vẫn đang giữ được sự chủ động ở trên sân vào lúc này. Điểm nữa cho Nguyễn Thùy Linh. Đây là khoảng cách 3 điểm được tạo ra bởi tay vợt người Việt Nam. Bỏ nhỏ chéo sân không qua lưới rồi. Trước đó thì Thùy Linh có một tình huống cứu cầu ở cuối sân hơi bị động, nhưng không sao cả, tay vợt người Malaysia cũng không thể tận dụng được những ưu thế. Cầu ngoài, thêm một pha phán đoán tả cầu chuẩn xác của Thùy Linh. Và hạt giống số 6, chủ nhà Việt Nam đã tạo được cách biệt 5 điểm, 11-6 ở trong bán đấu thứ hai. Quá thuận lợi cho Thùy Linh hướng đến danh hiệu BWF World Tour đầu tiên trong sự nghiệp. Đúng là Thùy Linh vẫn đang giữ được một nền tảng thể lực cũng như sự tập trung tối đa ở trong bán đấu thứ hai này. Những đường cầu của tay vợt người Việt Nam trả qua là rất khó chịu, không cho Go Chuyên Quay có một sự chủ động nhất định ở trong những tình huống của ván đấu thứ hai này. Không có quá nhiều tình huống Go Chuyên Quay có thể triển khai cầu tấn công. Cơ hội đã bị bỏ lỡ. Thùy Linh có vẻ như đã không chủ động lên lưới ở trong tình huống vừa rồi. Ở phía bên kia, cô Jin Wei cũng bị động trả cầu, nhưng cả hai đều đứng đợi cầu. Hai điểm để mất khá đáng tiếc của Nguyễn Thùy Linh. Khoảng cách là 3 điểm, điểm 11-8. Cầu ngoài, đó là một tình huống gài cầu tốt để buộc cho đối phương phải môi cầu hết cỡ. Những bước di chuyển của Nguyễn Thùy Linh là linh hoạt hơn rất nhiều so với Go Chuyên Quay. Pha bỏ nhỏ quá khéo của cô Chin Quỳ. Thậm chí ở trong tình huống đó, góc để lốp quả cầu cũng không có cho Nguyễn Thùy Linh. Vì nếu Thùy Linh lựa chọn một tình huống đưa thẳng cầu lên thì vẫn sẽ là một cú chụp lưới của cô Chin Quỳ. Chuẩn xác, cầu đi sát mép biên vừa rồi.
Điểm 14 cho Nguyễn Thùy Linh. 14. Vẫn là thế dẫn trước của tay vợt người Việt Nam ở trong bán 2 này. Một pha cầu ra ngoài tầm kiểm soát của Thùy Linh. Rất nỗ lực nhưng có lẽ với những tình huống như vậy thì Thùy Linh nên cân nhắc thả cầu. Bởi vì những pha cầu như vậy rất dễ dẫn đến những chấn thương không đáng có như là cổ chân. Khi mà lợi thế về điểm số vẫn đang ở trong tay của Nguyễn Thùy Linh. Thank you. Vì những đường cầu chéo như vậy, chỉ trừ khi là vận động viên đã sẵn sàng cho một tình huống bước một bước ngang để có thể đỡ trái tay. Please. Đó cũng là cú đánh rất giàu kỹ thuật của cầu chuyền quay. Nhưng vừa rồi thì Linh cũng trả lại một tình huống kỹ thuật không kém. Cú đánh đầu về ghi điểm của tay vợt người Việt Nam. Khoảng cách 5 điểm, điểm 15-10 dành cho Nguyễn Thùy Linh. Hãy cùng theo dõi lại tình huống xử lý cầu cực kỳ cảm giác và có sự quan sát tốt của Nguyễn Thùy Linh. Cầu ngoài rồi, cú smart dọc biên ép phải của cô Chin Quay đã thiếu chuẩn xác. Công bằng mà nói thì chúng ta chờ đợi một tình huống smart chất lượng hơn từ cô Chin Quay trong đường cầu cao thuận lợi vừa rồi. Nhưng rõ ràng cô Chin Quay đang chơi với nhiều áp lực. Đang một tình huống đánh cầu ra ngoài nữa với điểm số 17 dành cho Thùy Linh. Đây là khoảng cách lớn nhất từ đầu trận đấu đến giờ mà tay vợt Việt Nam tạo ra. Hơi chủ quan một chút xíu. Đó là một cơ hội bị bỏ lỡ khi mà Nguyễn Thùy Linh đã khiến cho đối thủ bị mất đà. Nhưng pha cầu dài sau đó lại quá thiếu chuẩn xác. Thùy Linh cần phải chắc chiêu cơ hội. Cách biệt này chưa hẳn đã là an toàn. Cầu dài ra ngoài của cô Chin Quay và Thùy Linh còn cách danh hiệu 2 điểm nữa. Cầu ngoài rồi. Cú lốp trái tay của Thùy Linh thiếu chuẩn xác. Không có gì phải vội vàng cả, Thùy Linh đang có tất cả những sự ủng hộ. Tinh thần của cô Chin Quay đã xuống rất nhiều và những bước di chuyển của tay vợt người Malaysia là không có liên quan. Cú chụp lưới thành công, điểm 20, cơ hội để giành chức vô địch gọi tên Nguyễn Thùy Linh. Có đến 8 cơ hội để cho Nguyễn Thùy Linh có thể dứt điểm trận đấu này. Quá đẹp mắt và cắt cầu kỹ thuật rất cao. Với cách biệt này thì có lẽ là chỉ chờ đợi sai lầm của đối thủ cũng đủ để Thùy Linh giành chiến thắng. Còn 7 điểm kết thúc trận nữa cho Nguyễn Thùy Linh. Và như vậy Nguyễn Thùy Linh đã có được cho mình chiến thắng ở trong trận chung kết nội dung đơn nữ của giải cầu lông Việt Nam Open 2022. Quá xuất sắc, quá tuyệt vời. Danh hiệu BWF đầu tiên trong sự nghiệp dành cho tay vợt người Việt Nam. Và với danh hiệu này, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam sẽ thưởng cho vận động viên Nguyễn Thùy Linh 20 triệu đồng. Và Liên đoàn Cầu lông Đồng Nai cũng thưởng cho Nguyễn Thùy Linh 10 triệu đồng. Ngoài số tiền thưởng mà Thùy Linh giành được từ giải đấu.
Một màn trình diễn tuyệt vời của Nguyễn Thùy Linh trước một đối thủ được đánh giá rất cao ở giải Golden Quay. Tay vợt người Việt Nam đã cho thấy bản lĩnh và sự xuất sắc của mình để có thể vượt qua được những áp lực đầu tiên và dứt điểm trận đấu này. Thùy Linh đã nhập cuộc hơi chệch choạc một chút xíu, bộ chân không được mượt mà, tâm lý áp lực, tâm lý đè nặng, nhưng tay vợt của Việt Nam đã nhanh chóng quay trở lại và tìm kiếm được sự hưng phấn, làm chủ được thế trận hoàn toàn trong suốt hai ván đấu để đăng quang danh hiệu một cách thuyết phục. Xin chúc mừng Nguyễn Thùy Linh với một trong những giải đấu có thể nói sẽ khiến cô ấn tượng sâu sắc nhất trong sự nghiệp của mình. Chức vô địch BWF World Tour đầu tiên của Nguyễn Thùy Linh. Và rất nhanh ngay sau đây chúng ta sẽ đến với lễ đăng quang ở nội dung đơn nữ giải cầu lông Việt Nam Open 2022 với chức vô địch dành cho Nguyễn Thùy Linh.